Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Sun Solar. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết nối wifi điện thoại với máy biến tầng Sun Polo Hybrid Solar Inverter. Đây là máy biến tầng của Saco nhé mọi người. Đây là mẫu 5 kg. Đây, cho mọi người xem qua thông tin của máy này. Đó. Thì máy modem này 5 kg nhé mọi người. Đấy, công suất của nó 5 kg, màu là màu xám bạc đấy. Thì kết nối với hệ bình ắc quy là 48V nhé. Đó, thì dòng vào dòng ắc quy có thể lên tới 104A. Đó, điện áp AC ra là 230V. Đấy, tần số 50 hoặc 60 Hz. Đấy, tối đa là 22,6A. Đó. Tấm pin mặt trời kết nối được tối đa là 5.000W pin năng lượng mặt trời nha mọi người. Đấy. MVT là 360V. Chạy ở mức normal là bình thường, còn lại tối đa là 450V DC. Đấy, khoảng MVT là từ 120 đến 450V. Đó. Thì đó là thông số máy. Thì cái máy này á, nó có được tích hợp sẵn module wifi trong máy rồi. Đó. Thì đây nó có dấu này, wifi này đó mọi người đó. Thì máy đã được tích hợp sẵn wifi rồi, cho nên mình không cần phải mua module wifi lắp vào đó. Giới thiệu qua luôn chỗ máy này, thì đây là máy hybrid, nó có thể chạy được chạy không có chạy độc lập, không cần tính, không cần ắc quy này, tức là chạy trực tiếp bằng pin mặt trời ấy. Rồi cái tổ thứ hai ấy, là chạy độc lập đó, tức là có tấm pin mặt trời và có ắc quy này. Cái thứ ba là có thể chạy để hòa lưới đó, và cũng có thể nói chung là nó chạy được nhiều độ, nó là máy hybrid mà đó, chạy hòa lưới, đẩy lưới lên để bán điện này, mọi người có thể chạy độc lập này, rồi chạy không có ắc quy này đó, hoặc chỉ có chạy ắc quy thôi, ngoài tấm pin mặt trời đó, để giống như hệ thống UPS đấy đó. Cho nên con máy này rất là nhiều chức năng, nhưng mà giá thành chất lượng của nó rất là tốt, mà giá thành của nó rất là phải chăng nữa. Đấy, thì quay trở lại vấn đề chính là hôm nay mình sẽ hướng dẫn một người kết nối với wifi con máy biến tầng này. Thì con máy á, nó sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng nhé mọi người. Đó, thì trên sách hướng dẫn sử dụng á, nó sẽ có một mã QR để mọi người có thể tải phần mềm wifi trên điện thoại về. Đó, thì cách tải đây, mình hướng dẫn cách tải luôn cho mọi người không biết. Đầu tiên mở điện thoại lên nhé. Đó, thì mọi người vào mục camera này, thường các điện thoại Android á, nó sẽ có tính năng này rất là tiện luôn. Thế mọi người chỉa camera về phía mã QR. Đấy, khi nào mọi người đây này, nếu mọi người không chỉ nha. Để mình mở lại này. Đó, bây giờ mở lại đây này. Đấy, ở khu vực chỗ ngón tay cái mình không thấy gì nha. Khi là mình đưa camera lại chỗ wifi này. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ hiện lên cái dấu hình mã QR này. Đó, mọi người ấn vào cái này, nó sẽ dẫn ta tới địa chỉ mà hãng sản xuất đã cài cho chúng ta. Chúng ta ấn vào vào trang web này. Đó, à, mình chưa bật wifi nhỉ? À, mình chưa bật mạng đây nhỉ. Ok, đó thì bây giờ nó sẽ dẫn chúng ta vào đường link có thể tải được cái phần mềm cài đặt phần mềm wifi này. Đó, do mình đã tải rồi á, cho nên nó sẽ có số 1 ở đây này. Đó, thì mình tải rồi cho nên mình không tải nữa. Đó, bây giờ mọi người hủy, à nhầm, quên, mọi người tải xuống. Đấy, sau khi tải xong á thì mọi người sau khi tải xong á, mọi người vào trình duyệt này, mọi người vào tệp đã tải xuống này. Đó, vào kia ấn vào cái tệp wifi monitor này, APK này này, đây này, file monitor APK này, đó, file nặng khoảng 2,97 MB, đấy, mọi người nhấp vào để cài đặt, đấy, do mình cài đặt, thì cài đặt thì nó cũng đơn giản thôi, mọi người ấn vào cài đặt rồi chấp nhận, đợi lúc nó cài xong rồi, do mình cài đặt rồi cho nên nó sẽ có chỉ cập nhật thôi, đây, cho nên mọi người có thể hỏi lại mình nếu cài không được nhé, đó, thì cái này dễ mà, nó hỏi gì ấn Z, ok thôi. Thì sau khi mọi người cài xong á, mọi người sẽ có cái phần mềm Wi-Fi Monitor này. Đó. Vào sẽ không có gì hết nha, tại vì mình chưa kết nối mà. Ok. Thì bây giờ để kết nối với máy á,
xong bước 1 rồi, bước 1 là tải phần mềm. Sang bước 2 nhé. Bây giờ đầu tiên thì mọi người nên tắt cái này đi. Đó, tắt mạng 4G mọi người đi, bật wifi lên. Đó, và wifi này. Đó. Thì mọi người quét này. Quét á, mọi người quét wifi á, nó sẽ ra được cái tên là EPS, nói chung là sẽ có cái mã kiểu như này này, đó nó sẽ là của máy biến tầng á. Đó. Đấy, như của mình đây là ESPA6F543. Đấy, mọi người kết nối vào. Đó, mọi người kết nối này vào là sẽ vào được cái wifi của máy nhá. Wifi của máy thì sẽ không có kết nối internet đâu. Đó, sau khi mọi người vào được rồi, mọi người quay lại chuột phần mềm wifi monitor này. Đó, mọi người nhấn vào cái này. Đấy. Mọi người có thể nhấn vào nước reset này để làm tươi này, hoặc là mọi người ấn vào cái nút có hình wifi này. Đó, nó ứng wifi là nó sẽ hiện lên cái hình wifi của mình, của máy mình đang kết nối này, đó. Tên đúng như vừa nãy mình đọc luôn. ESPA6F543. Mọi người nhấp vào. Đấy, thế là mọi người đã kết nối được vào với phần wifi của máy rồi. Máy của mình thì mình mới kết nối với pin lưu trữ thôi. Đó. Cái pin lưu trữ này, cổng tải này, đấy. Có cái phần điện lưới vào này và tấm pin mặt trời vào thì chưa có nên nó không có gì hết. Đây. Đó. Nó báo này, điện áp của bộ pin của mình nó đang 50,4V này. Dòng ra là không, dòng tải là 0A này. Pin dung lượng còn lại 82% này. Đó. Rồi tải ra hiện tại đang điện áp là 230V này. Tần số là 50Hz này. 6W này, tức là máy này 9W này. Đó. Thì máy này nó ăn điện tầm 6 tới 9W. Mình biết tầng này, đó. Khi mà để chế độ bình thường á, chưa có chạy quạt, chưa chạy gì hết thì nó ăn dòng cũng thấp. Đó. Thế mọi người có thể xem được các thông số của máy này. Đó. Đấy. Rồi thông tin của sản phẩm này, product info này, rating info này, đấy. Đấy. Đó là mọi người có thể xem thông tin của máy nhá. Đó, rồi đây cài đặt này. Thì mình nghĩ là mọi người nên cài đặt trên điện áp đi cho nó dễ. Thật sự đó, chứ còn lại cài đặt bằng mấy nút này, thứ nhất là mất thời gian, thứ hai nó khá là lâu, sợ nhầm nữa. Thì mọi người đây app này, mọi người vào cái hình hình răng này, đó. Hình hình răng, đó mọi người vào cài đặt thôi. Đây, đây cài đặt đầu tiên là output parameter setup, tức là cài đặt thông số dòng ra các kiểu này, đó. Như là đang cài đặt theo chế độ ưu tiên này, đó. Thì tùy mình sử dụng thôi. Cái đầu là điện ưu tiên điện lưới, rồi tới solar, rồi mới tới acqui này. Cái thứ hai là solar trước rồi mới tới điện lưới rồi mới ắc quy. Còn thường thì hay dùng là điện lưới trước này rồi mới tới dùng ắc quy này, rồi mới dùng dùng điện mặt trời trước này rồi mới tới ắc quy này, rồi mới tới điện lưới này, đó cái cuối cùng á. Đấy. Mọi người chọn cái nào thì mọi người nhấp vào thôi. Đó. Rồi grip này. Đó, kết nối lưới này, đó thì có cái một cái UPS này, một cái là kết nối liên tục này, đó tần số này. Đây cài đặt loại ắc quy này. Đây của mình là pin lithium. Pin lithium đó, cho nên mọi người cài đặt cái dòng thứ ba đó. Đấy, cài rất dễ, mọi người chỉ cần nhấp vào, cần thông số nào thì cài đặt, mọi người nhấp vào và chỉnh thôi. Đó, nhưng mà khổ cái là tiếng Anh, cho nên mọi người phải biết một chút tiếng Anh nhé. Đó, ok. Đây, mọi người có thể xem thông số trực tiếp của máy đây, nó báo liên tục luôn. Và thông số rất là trực quan, rất dễ hình dung. Đó, ngoài ra mọi người có thể kết nối nhiều máy nữa. Ở đây mình có một máy nên nó hiện một cái thôi. Đó, ok, thì mình mới giới thiệu mọi người cách kết nối wifi điện thoại với máy biến tầng Sarco Sun Polo 5kg. Đấy, đây là máy hybrid của mọi người. Đó, thì kết nối rất là đơn giản, rất là dễ. Nếu mọi người thắc mắc thì mọi người có thể hỏi mình, bình luận ở dưới để mình có thể giải đáp cho mọi người nhé mọi người. Ok, thì nếu mọi người thấy video mình hay và hữu ích nhé, thì mọi người hãy nút like và đăng ký kênh của mình nhé.
Nếu gì thắc mắc thì cứ bình luận ở dưới để mình sẽ giải đáp cho mọi người. Ok, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.